Sinh viên mê nhảy và chuyện chưa kể. Nhưng mà chắc ai cũng biết hết rồi đó. Guess who's coming? Timberland, a.k.a. Phil Drummond. Who gon' get it crunk like me, Timberland? Or my nigga Scoop, a.k.a. Fat Man. We guaranteed to make the party people bounce. Fellas say ho, girls say ah. Looking at the cornrows up in the club. Girl, don't be bashful, girl, back it up. Throw it, girl, like it's potent, man. Shake that ass as fast as you can. White girl, shake it like you burning from a suntan. My dog, grip it, grab it like it was a soda can. What you talking about holding back? Better get on the dance floor, drop it like it was a Cadillac. What you talking about cutting the slack? You better bend that back. Nhưng mà con đường đi tàu không bao giờ là dễ dàng. Bạn nghĩ thời tiết nắng mưa thất thường ở trung tâm Sài Gòn tan tầm lúc 5 giờ chiều sẽ kinh khủng hơn? Không, chúng tôi có cả hai. Cái bu xe như một trang họa sĩ. Lấy cú tung mà vẫn còn kẹt xe. Là gì? Cái bu xe như một trang họa sĩ. Con tim ta sẽ nhói bài giày. Lý do thì ai cũng biết là vì khó từ bôi xe, khó từ không khí. Cùng thêm cái nóng khi ngao ước chỉ mồ hôi. Nấy là chủ nhật, nghe đi hẹn hò. Lại dính cái xe dù chỉ mới 7 giờ thôi. Bôi nhẹ khói để khói hòa vào mây. Ta bị bao vây bị một mùi trắng xóa. Tâm trạng như một cốc cà phê. Không tìm ra đường nên giờ thì đắng quá. Alo, làm gì mà đi trễ quá vậy má? Tụi nó đang bài viết tất cả ngông tùm trên đây nè. Lên nhanh đi. I'm finna get it all day long. Yeah. Bad like BB, bad like BB. Wait. You wanna take a photo? Oh baby, that's a no-no. And I'm dressed in Coco. Can't tell me nothing when I look like this. I'm such a problem. What about my shoes? Apply the pressure, pressure, pressure. Make me come through with the pressure, pressure, pressure. Keep you in line like yes sir, yes sir, yes sir. Make you come through with the pressure, pressure, pressure. Vừa xa tôi, vừa mệt, vừa áp lực. Ủa, vậy sao tụi mình vẫn đi nhảy vậy? Tại vì là có tụi bay đó. Tại em thấy là đi tặng mọi người rất là vui. Mọi người với nhau như là gia đình á. Là vì mình từng nghe một cái câu đó là Love is passion, but friendship is peace. Thì mình biết là đi tập rất là áp lực. Nhưng mà thực sự thì cứ mỗi khi mà được nhảy với mọi người, cảm giác như là mình tìm được bình yên trong tâm hồn của mình vậy đó. Hãy hứa với mình là sẽ thật cháy mình cho tao có giấy phép và nhảy thật là dài lâu cùng với nhau nha. KTDA, fighting! Và đó là K C D A. Vâng, xin cảm ơn đội team K C D A.